Xin chào mọi người. Hôm nay mình xin chia sẻ hình ảnh về đền Đôn Thuận, Hưng Thuận cho mọi người xem. Đền Đôn Thuận, Hưng Thuận thuộc ấp Bụng Binh, xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, là một trong những ngôi đền hình thành sớm nhất ở Tây Ninh, chứng tích đánh dấu một mốc lịch sử thời kỳ Nam Tiến khai khóa đất đai của người Việt vào cuối thế kỷ 18 trên vùng đất Đôn Thuận xưa nói riêng, Tây Ninh Nam Bộ nói chung. Năm 1755, một nhóm người Việt khoảng 50 người dưới sự lãnh đạo của thống lãnh sự Quách Ngạn Hà Chánh Tòng vượt sông Sài Gòn lên khu vực Bụng Binh, Đôn Thuận ngày nay. Cùng với quá trình khai quang lập làng, nhóm người Việt đầu tiên đến vùng đất Đôn Thuận đã khởi dựng một ngôi đền tạm bợ để thờ thần hoàng bổn cảnh theo tín ngưỡng của người Việt. Để tưởng nhớ đến công đức sâu dày của bậc tiền hiền có công trong việc khai quang lập làng Đôn Thuận, sau khi ngài Quách Ngạn qua đời, cư dân Việt tôn ông là thần, đồng hóa ngài Quách Ngạn như là vị thần hoàng của đền làng mình và thờ tự chính trong đền cho đến ngày nay. Hàng năm, lễ kỳ yên được tổ chức vào các ngày 14, 15 và 16 tháng 3 âm lịch. Đền Đôn Thuận, Hưng Thuận được xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh ngày 13 tháng 10 năm 2015. Cảm ơn mọi người đã xem video.